đến giờ này mà chị vẫn tự cho rằng chị đang hạnh phúc sao? Cô, hạnh phúc của một gia đình nếu như không hết lòng dung đắp tin tưởng thì chỉ cần một cơn gió lạc hướng cũng có thể làm lung lay. Với một người tốt bụng và cẩn thận như ảnh á, cộng thêm cái điện thoại của tôi nằm trong cái túi đó thì chắc chắn ảnh sẽ tự tay trao cho tôi chứ không có gửi người khác đâu. Bây giờ có bộ quyết liệt quá ha. Sao rồi đó quen tôi không biết chuyện này ta? Em từng bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cho nên em biết được cái cảm xúc đó. Đâu phải mình hy sinh cho người ta là người ta coi trọng mình đâu. Nói thiệt với anh là chị nhà cũng có phần nằm trong cảnh đó đó. Vậy ba, ba ơi, ba sao vậy ba? Tại sao chị lại làm như vậy? Chị bất chấp mọi thủ đoạn để phá hoại gia đình người khác. Em nói cái gì vậy chị không hiểu? Chị đã bỏ nước mê vào trong trà cho bác uống để cho bác Lâm vào chuyện đó rồi. Chị, ông Hải đã nói cho em biết hết rồi. Ba, con kêu xe chưa? Dạ chưa, con gọi của mình ba. Nghe, em sao rồi? Thế này Nga, đi bệnh viện. Đi bệnh viện với anh. Sao vậy ba? Ba.